Nhiều người dân đã sống ở Đà Nẵng hơn 60 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập lụt đô thị lớn như thế này. Do nước ngập gây chia cắt, cộng thêm việc mất điện, nên đêm qua có rất nhiều trường hợp phải nhờ tới lực lượng chức năng đến cứu. Trong đêm qua, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã trắng đêm cứu người bị chia cắt bởi nước ngập. Tại quận Thanh Khê, lực lượng chức năng đã cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt do nước lên. 22 giờ đêm qua, Ban Chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu điều xe đặc chủng loại lớn để vào đường số 4 khu công nghiệp Hòa Khánh để cứu người dân bị mắc kẹt ở khu vực nhà máy. Do lũ quét tràn xuống nên đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân đã tiến hành đóng cửa hầm hai chiều để đảm bảo an toàn.